Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Bất động sản niềm tin hôm nay sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị về một số các kinh nghiệm về bất động sản. Những người đã và đang quan tâm đến những cái bất động sản ở trên Thái Nguyên thì một trong những cái nơi mà được rất là nhiều các chuyên gia cũng như là những nhà đầu tư đánh giá rất cao về cái vấn đề tiềm năng để đầu tư lên đất Thái Nguyên. Chắc có lẽ quý vị cũng đã tìm hiểu rất kỹ khi quý vị muốn đến với đất Thái Nguyên để quý vị đầu tư. Một trong những nơi mà hiện nay đang có cái giá đất còn rất là thấp, cho nên là rất là nhiều nhà đầu tư người ta biết đến và người ta đã tìm hiểu và đã đến những cái nơi ở Thái Nguyên để đầu tư. Tất nhiên là cái vấn đề đầu tư về bất động sản thì chúng ta biết được rằng là đầu tư ở đâu cũng có thể sinh lời, đúng không ạ? Đầu tư ở đâu cũng đẻ được ra tiền. Nhưng mà chúng ta hiểu hơn một chút là với cái số vốn của chúng ta hiện có là bao nhiêu để chúng ta đi đầu tư. Nếu quý vị có một vài trăm triệu hay là 1-2 tỷ thì quý vị có thể lên đất Thái Nguyên quý vị đầu tư cũng khá là tốt. Còn nếu như quý vị có cái số tiền đó mà quý vị đầu tư ở đất Hà Nội thì chắc chắn là nó sẽ rất là kém, bởi vì cái số tiền của quý vị khi mà đầu tư ở những cái nơi nó phát triển cực mạnh rồi thì cái số tiền đó thì nó không bỏ bèn gì, đúng không ạ? Vậy thì các nhà đầu tư đang có cái xu hướng là số tiền ít nhưng mà lại đầu tư được rất là nhiều và cũng sinh lời không kém gì những nhà đầu tư nhiều tiền. Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu là đầu tư ở đâu, đầu tư khu vực nào nó đang có sự phát triển, và cái nguồn tiền của mình khi đi đầu tư nó được đảm bảo an toàn, đúng không ạ? Có rất là nhiều người cũng hỏi chúng tôi rằng là có những mảnh đất nào 300, 400 không, có những mảnh đất nào 500, 700 không mà còn kinh doanh được, đúng không ạ? Chúng tôi thì luôn tìm kiếm, luôn chia sẻ những cái giá trị về bất động sản ở trên Thái Nguyên, thì đặc biệt là chúng tôi làm ở trong những cái khu vực khu vực chúng tôi làm là khu vực ở Phổ Yên, ở Sông Công, ở hai khu công nghiệp lớn như là khu công nghiệp của Yên Bình, khu công nghiệp của Điểm Thụy hay khu công nghiệp của Sông Công. Thì những cái nơi mà được rất là nhiều nhà đầu tư ở xa người ta quan tâm, và chúng tôi cũng đã chia sẻ được rất là nhiều các cái lô đất ở quanh cái khu vực của các khu công nghiệp, và được những nhà đầu tư đã đầu tư và sinh lời khá tốt. Có những người thì đầu tư trong cái phạm vi một vài tháng cũng có kiếm cả tiền trăm và cả tiền tỷ đối với những lô đất. Thế cho nên là tại sao chúng tôi phải chia sẻ cho quý vị những cái kinh nghiệm cũng như là những cái lô đất mà chúng tôi đã tìm kiếm được. Nhiều người không tin là những cái lô đất còn có sự phát triển. Nhiều người vẫn mơ hồ là những cái lô đất mà chúng tôi giới thiệu có lẽ rằng là không phù hợp. Bởi vì thực tế ra ấy, thì chúng tôi cũng đã chắt lọc, tìm kiếm, so sánh rất là kỹ, và chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị. Và những cái mảnh đất mà chúng tôi làm từ trước đến bây giờ thì luôn luôn có cái chiều hướng đi lên. Đấy. Thế cho nên là cái giá trị đó là cái giá trị mà quý vị đầu tư nó sẽ an toàn và sinh lời rất tốt, đúng không ạ? Đặc biệt là những cái lô đất mà chúng tôi đã giới thiệu ở gần các khu công nghiệp đó. Thế cho nên là ở gần các khu công nghiệp thì quý vị cũng đã biết là cái giá đất ở gần khu công nghiệp nó khá là rẻ. Vừa rồi chúng tôi đã kiếm được một số đấy, nó rẻ lắm. Có những lô đất có hơn 1 triệu một mét, có những lô đất thì hơn 2 triệu và có những lô đất hơn 3 triệu. Đấy. Những cái lô đất mà ở những cái vị trí gần khu công nghiệp thì chúng ta biết được rằng là chúng ta làm được rất là nhiều thứ. Ví dụ chúng ta mua, chúng ta có thể là đầu tư chờ đất nó lên,
chúng ta mua, chúng ta có thể là kinh doanh về nhà trọ, nhà nghỉ, đúng không ạ? Rồi thì mở quán bán hàng ở gần khu công nghiệp, nó sẽ rất là thuận tiện. Cho nên là cái đấy là một trong những cái mà chúng tôi luôn luôn là chia sẻ, cũng như là khám phá ra những cái lô đất nó có tiềm năng để chia sẻ cho quý vị, để cho quý vị nắm được. Còn nếu như quý vị là những nhà đầu tư lướt sóng cực nhanh thì quý vị phải chờ những cái cơ hội nó có sóng ở những cái vị trí nào đó thì quý vị mới có thể đầu tư được. Còn những nhà chuyên gia về bất động sản, người ta không phải là người ta không làm về lướt sóng, mà người ta vẫn làm về lướt sóng. Nhưng trong cái lướt sóng đó thì cái việc mà người ta đầu tư lâu dài là cái điều chắc chắn là người ta phải làm. Bởi vì có đầu tư lâu dài thì cái lợi nhuận tính đi tính lại thì nó vẫn hơn là cái lợi nhuận lướt sóng. Mà lướt sóng mà quý vị thấy đúng điểm, mà quý vị tạo được cái giá trị ngay từ ban đầu, mà quý vị cân nhắc được thời gian thì quý vị cũng sẽ thắng rất là lớn, đúng không ạ? Đó là những cái kinh nghiệm để cho quý vị thấy được rằng là trên thực tế chúng tôi cũng đã nắm bắt được một số các cái lô đất vừa rồi có những cái sóng và nó sự phát triển của nó rất là mạnh. Nhưng cũng có những người thì chỉ lướt sóng được 50-30 thôi, nhưng cũng có những người thì cũng ở cái mảnh đất đó người ta để một vài tháng, người ta bán đi, người ta kiếm cả tiền trăm, đúng không ạ? Một luật chơi, một sân chơi không hề suy giảm. Thật sự với quý vị là nói về bất động sản thì chúng ta biết cách chơi thì chúng ta sẽ vẫn thắng bình thường, bất cứ ở nơi nào, khu vực nào cũng vậy. Đó. Cho nên là trong cái video chúng tôi luôn giới thiệu cho quý vị là chúng tôi phải giới thiệu một cách chi tiết. Và sau video này chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị những cái lô đất, cho dù là những cái lô đất mua đi bán lại nhưng nó vẫn còn cái giá trị tiềm năng sinh lời rất cao, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị muốn xem video tiếp theo, hãy nhấn đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.